Thân chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình xin nói một cái vấn đề mà nó hơi nghiêng về kỹ thuật chút xíu, thì nó cũng không liên quan nhiều đến vấn đề dừa, chỉ có chút ít thôi. Thì đó là mình nói về cái đồng tiền gọi là đồng Vi Network. Thì bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ chấp nhận trao đổi cái đồng bi để lấy dừa sim giống do cơ sở mình cung cấp. Thì những bạn nào xem kênh của mình nếu có sở hữu đồng bi thì có thể dùng đồng bi để trao đổi dừa giống với mình. Thì đồng bi là gì thì có một số bạn chắc có lẽ vẫn chưa biết, thì mình sẽ nói chi tiết ở phần sau nha các bạn. Mình xin có một số lưu ý trước về việc trao đổi đồng bi với dừa sim giống như sau. Nhất là mình ở đây là mình chỉ tiến hành trao đổi đồng thuận, tức là trao đổi vật với vật, không phải là hoạt động mua bán và thanh toán bằng đồng bi nha các bạn. Đây là có sự đồng thuận vật đổi vật giữa hai bên. Mục tiêu của mình là chỉ nhằm lan tỏa thông tin về Vi Network, tạo cơ hội cho nhiều người khai thác cái đồng tiền mã hóa này. Thì đây là đồng tiền mã hóa được khai thác hoàn toàn miễn phí chỉ bằng điện thoại di động. Mình không khuyến khích trao đổi đồng bi để lấy dừa sim giống vào thời điểm này. Và mình hy vọng là các bạn sẽ giữ thật chặt những cái đồng bi mà các bạn đang kiếm được trong cái giai đoạn này. Mình tin rằng trong tương lai thì cái đồng bi này sẽ có giá rất cao, có thể lên vài chục hoặc hơn nữa vài trăm USD một bi. Thì bây giờ mình xin nói đồng bi là gì. Thì cái này nó có liên quan đến kỹ thuật chút ít nha bạn. Mình cũng biết là các bạn đang xem kênh của mình thì có thể là các chú, các cô hơi lớn tuổi và chủ yếu làm về nông nghiệp thì cũng không biết nhiều về kỹ thuật. Thì mình cũng cố gắng nói đơn giản với truyền tải những cái thông tin để mà hữu ích cho các bạn. Nếu mà có các bạn hoặc cô chú nào có quan tâm thì có khả năng thì làm theo những hướng dẫn của mình để khai thác cái đồng bi này, coi như là một cái phần thưởng, một món quà để dành trong tương lai. Thì trước tiên mình xin nói thế nào là đồng bi. Thì bi là một loại tiền kỹ thuật số mới dựa trên công nghệ gọi là blockchain, thì được phát triển bởi một cái tiến sĩ ở một đại học Stanford của Hoa Kỳ tên là Nicholas Kokalis. Thì cho tới thời điểm hiện tại mình làm video này thì đã có hơn 35 triệu thành viên ở hơn 200 quốc gia đang tham gia để khai thác cái đồng bi này trên toàn thế giới. Thì hiện tại cái đồng bi này nó đang được cho khai thác hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn thì chỉ cần tốn khoảng 5 giây mỗi ngày thôi, bấm cái nút điểm danh ở trên điện thoại di động thì các bạn sẽ nhận được cái đồng bi này miễn phí. Về cách khai thác cái đồng bi này thì mình cũng nói đơn giản ở đây với các bạn. Thì cái đồng bi này á, là muốn khai thác thì các bạn phải có một cái điện thoại di động, điện thoại thông minh nha các bạn. Thì có thể cài được cái phần mềm lên, thì các bạn vào cái phần mềm CH Play á, đối với các điện thoại Android, còn ở trên iPhone thì các bạn vào App Store để tải cái phần mềm tên là Vi Network về máy mình. Sau khi tải về thì các bạn theo tiến hành cài đặt và khai báo để tạo một cái tài khoản Vi Network. Rồi từ đó đến về sau thì mỗi ngày các bạn chỉ bỏ 5 giây để mở cái phần mềm này lên, bấm đích một lần thôi các bạn. Đích một cái lần vô cái biểu tượng tia sét á, mỗi ngày cần một lần thôi. Bạn cũng không cần phải là bật cái điện thoại này suốt,
Khi mà lit DSS thì các bạn cần kết nối internet, là các bạn có thể dùng 4G hoặc là kết nối vô mạng wifi miễn phí ở các cái quán nước, hoặc nếu nhà có wifi thì lúc đó kết nối, rồi sau đó các bạn có thể tắt máy hoàn toàn cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Như cái hình bên các bạn thấy ha, đây là cái nhấn vào để khai thác ha. Các bạn chỉ cần nhấn vào đó một cái là xong. Mỗi ngày chỉ là một lần thôi. Thì để khai thác cái đồng bi này thì hơn một năm trước thì trên kênh của mình cũng có đã làm một cái video để giới thiệu về cái đồng bi này và hướng dẫn các bạn cài đặt để khai thác cái đồng bi này hơn một năm trước rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó để biết thêm chi tiết. Thì mình sẽ để cái đường link vô cái việc dẫn cái video đó ở trong cái phần miêu tả của video này. Các bạn bấm vô cái miêu tả chi tiết của video để xem cái đường link, hoặc là mình cũng comment ở dưới cái comment đầu tiên về cái đường link này. Các bạn bấm vô để mở cái video đó lên coi chi tiết hơn. Nếu có gì không hiểu thì các bạn có thể comment trực tiếp trên này, mình sẽ trả lời chi tiết. Đây là cái đường link nha các bạn. Nếu các bạn nào có tỏ mắt thì có thể gõ trực tiếp lên trình duyệt để mở cái video này lên. Còn nếu không thì các bạn bấm vào cái đường link ở bên cái phần miêu tả của video. Thì để khai thác được cái đồng bi này thì khi mà cài phần mềm vào tạo tài khoản thì bắt buộc các bạn phải nhập một cái mã mời, tức là cái người đã khai thác, đang khai thác và mời bạn gia nhập. Thì người đó có một cái mã, thì mình có cái mã mời tên là B Phở H Quốc Tuấn. Thì các bạn nhập cái mã mời này vô để vào cái nhóm khai thác của mình luôn. Thì trong đó nó sẽ có một cái nhóm chat ở trong đó, thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp hỏi mình ở trong đó để mình tiện trả lời hơn. Thì trong quá trình khai thác nó sẽ có nhiều vấn đề mà các bạn chưa rõ thì mình có thể giải thích thêm, cũng như tiến hành các cái bước tạo ví để nhận cái đồng bi này về ví để các bạn có thể giao dịch được. Về cái đồng bi này thì nó có giá trị như thế nào thì cũng nói sơ với các bạn biết là hiện tại á, cái đồng bi này á, thì vẫn chưa có cái giá trị quy đổi ổn định so với các cái đồng tiền của các quốc gia phát hành như đồng đô hay đồng Việt Nam đồng. Bởi vì cái dự án B-Network này là một dự án lâu dài và nó vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển hệ sinh thái, nhưng mà sớm thôi. Thì trong năm nay mình nghĩ là hệ sinh thái nó sẽ hoàn thiện và cái đồng bi, cái giá trị nó ngày càng được nâng cao hơn. Thì hiện tại ở Việt Nam á, thì có một số nhóm hội ở trên Facebook và Zalo thì cũng đang có nhiều người thu mua cái đồng bi này. Thì mình gọi nó là cái thị trường chợ đen thôi. Giá của nó dao động, biến đổi. Thì mình cũng không có xem, quan sát thường xuyên nên cũng không có cập nhật được cái giá cụ thể thường xuyên. Nhưng mà đại khái thì hiện tại họ giao dịch ở trên thị trường chợ đen giá vào khoảng 20 đến 25 nghìn. Thì mình cũng căn cứ vào cái giá này để mình tiến hành trao đổi đồng thuận vừa giống với các bạn nha các bạn. Thì giá hiện tại là từ 20 đến 25 nghìn, thì mình có thể chốt cho các bạn là 25, tương đương với 25 thì mình quy đổi ra được là khoảng chừng 2 bi mình sẽ đổi được một cây dừa giống. Nhưng mà cái này thì nó không cố định, nhưng mà khi thời điểm mình giao dịch đó thì lúc đó mình sẽ có cái quy đổi cụ thể cho các bạn tại thời điểm mà các bạn trao đổi dừa với mình. Thì việc mà quy đổi cái đồng bi này ra cái tiền mà gọi tiền pháp định đó, thì cái người mà đứng đầu dự án họ cũng không có khuyến khích cái điều này, và họ không cho mình quy đổi cái đồng tiền pháp định ở cái thời điểm hiện tại do cái dự án chưa phát triển xong các bạn. Nên
cái điều này được xem như là vi phạm các cái nguyên tắc của họ đề ra. Nhưng mà khoảng một thời gian nữa, khi mà cái dự án nó hoàn thành rồi, thì cái đồng này, tiền này sẽ được niêm yết trên các cái sàn, thì lúc đó mọi người có thể quy đổi ra được. Thì mục tiêu của cái dự án này là biến cái đồng bi này sẽ trở thành một cái đồng tiền được chấp thuận chung và cho giao dịch hàng ngày ở trên toàn thế giới. Nhưng giai đoạn hiện tại thì nhóm đồng cốt thì chỉ khuyến khích trao đổi đồng thuận cái đồng bi này để lấy hàng hóa, góp phần để tạo cái hệ sinh thái và dần dần để tạo thành cái giá trị chung cho cái đồng bi. Thì trên thế giới hiện tại thì rất nhiều nước đang thực hiện các cái giao dịch đồng thuận giữa cái đồng bi và hàng hóa. Thì mình có thể giới thiệu cho các bạn một số cái giao dịch đã được diễn ra gần đây. Như ở Việt Nam mình ở đây thì có những cái giao dịch chẳng hạn như nè, ở một cái quán phở ở quận Nhất, ở phường Đa Cao các bạn. Thì cái quán phở này tên là Phở Hoàng, đồng thuận trao đổi là một tô phở bằng 0,1 bi, tức là một bi đổi được 10 tô phở các bạn. Giao dịch tiêu biểu thứ hai tức là có một tài khoản mà người này cũng là một cái chủ tiệm của một cái bán ghế massage, thì đang giao dịch đồng thuận một cái ghế massage có giá trị được niêm yết ở trên web là khoảng 38 triệu. Thì nếu mà trao đổi với bi thì họ trao đổi đồng giá khoảng 300 bi, thì số lượng có hạn thôi. Cái này thì không phải lúc nào cũng có hàng để cung cấp trao đổi các bạn. Tiếp theo là một cái tour du lịch ở Nha Trang, thì cũng chấp nhận đồng thuận bi. Ví dụ như một cái tour đi ba đảo bằng cano thì là 20 bi trên một người. Một tour ba đảo VIP cộng với tắm bùn thì 30 bi trên một người. Rồi một giao dịch đồng thuận khác nữa là có một cái bạn đang trao đổi bi để lấy một cái iPhone 12 Pro Max ở một cái shop điện thoại di động ở chợ Gia Nghĩa. Thì cái này ở ngoài Hà Nội như các bạn, không phải ở trong Nam. Thì mình có xác nhận cái này là đã có đồng thuận thiệt. Thì cái shop này cũng có địa chỉ và số điện thoại của người bán rõ ràng hết như các bạn. Tiếp theo là một cái giao dịch là một cái quán cơm tấm ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chấp nhận trao đổi cơm tấm để với bi. Chẳng hạn như là bạn này rao là một quán cơm sườn trứng là 0,5 bi, một cái cơm đùi gà là 0,55 bi. Cái này là cái quán này ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nhưng mà rồi tiếp theo chẳng hạn như là một cái bạn kinh doanh về khách sạn du lịch, các bạn chấp nhận trao đổi đồng thuận bi. Cái khách sạn này thì nằm ở Lý Sơn, Quảng Ngãi nha các bạn. Bạn có đưa lên là một cái phòng H1, H2, mình nghĩ là phòng cho một người và hai người gì đó, thì một bi một đêm. Còn phòng H3, H4, H5 là 4 bi một đêm. Thì bạn công khai cả số điện thoại và địa chỉ luôn các bạn. Rồi mình chỉ nêu một số cái giao dịch đồng thuận tiêu biểu ở Việt Nam cho các bạn xem thôi. Còn trên thế giới các nước khác thì cũng có rất nhiều giao dịch đồng thuận với cái giá của đồng bi được đồng thuận rất là cao. Thì các bạn nếu có thể tìm hiểu thêm, muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên YouTube hoặc là Facebook, vô các cái hội nhóm để tìm hiểu thêm.
Còn ở đây là mình sẽ cho các bạn xem một số cái hoạt động họp nhóm offline của các cái gọi là cái nhóm B-Network ở các cái, những cái địa phương. Hiện đây là cái nhóm này là ở Hà Nội nè các bạn, một cái nhóm B ở Hà Nội tổ chức offline giới thiệu về B-Network, mà sinh hoạt rất là đông vui. Đây. Còn đây là sinh hoạt họp nhóm của một cái cộng đồng bi ở một cái địa phương của Indonesia nha các bạn. Và các bạn tổ chức họp nhóm ở ngoài trời. Thì ngoài những cái video họp nhóm đông vui này thì ở Indo hay Việt Nam thì còn ở nhiều nước nha các bạn. Các nước như là Senegal, USA, Canada, bạn ở Hàn Quốc. Rồi đặc biệt là ở Trung Quốc thì rất đông các bạn. Mình thì không có rành tiếng Trung nên không có tìm hiểu nhiều. Với các bạn bên Trung Quốc thì cũng không có được xài YouTube với Google, cho nên mình cũng không có thấy được nhiều thông tin của các bạn ở trên Google. Thì cuối cùng mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Thì hơn một năm trước thì khi mà các cái lộ trình về cái đồng B-Network này chưa có rõ ràng, cái đồng B vẫn chưa có thể trao đổi như hiện tại được, thì nhiều người và báo chí thì cho rằng nhà B thì là lừa đảo để chiếm đoạt tiền hoặc là có thể cung cấp thông tin của cái người dùng gì đó. Thì tuy nhiên thì khi mình giới thiệu thì vẫn có những cái bạn tin tưởng mình và tham gia đầu B. Thì đến thời điểm hiện tại thì Bi đã có thể bắt đầu trao đổi và có giá trị thực tế. Thì công sức đào của bạn, gần các bạn đào gần 2 năm đã được tưởng thưởng xứng đáng. Thì mình tin là trong tương lai gần cái đồng Bi này sẽ còn đạt những cái mức giá cao hơn rất là nhiều. Thì mình mong là các bạn hãy trân trọng và giữ những cái đồng Bi của mình. Bởi vì cái lượng Bi mà còn lại để khai thác thì đang cạn dần. Và cái tốc độ khai thác nó cũng chậm dần khi mà cái số lượng người nó tham gia ngày càng đông. Và mình nghĩ là mình khai thác có thể 1-2 năm nữa thì cái lượng bi nó đã cạn hết, không còn thể khai thác nữa. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và tham gia cùng mình. Và các bạn nhớ nhập mã mời là BH Quốc Tuấn để cùng tham gia đầu bi với mình nha.